Lấy học trò cũ sau gần 10 năm mất liên lạc, cô giáo chủ nhiệm nhận cái kết không ngờ. Sau 10 năm chung sống, cả hai đã cho thấy sự lựa chọn tưởng chừng khập khiễng nhưng lại cực kỳ hoàn hảo. Mất liên lạc nhiều năm, cậu học trò bất ngờ đề nghị làm gấu của cô giáo chủ nhiệm cũ. Cậu học trò đem lòng cảm mến cô giáo chủ nhiệm ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, nhưng sau đó, họ mất liên lạc với nhau hoàn toàn. Bẵng đi 6 năm, dường như duyên trời sắp đặt, họ có cơ hội gặp lại một cách tình cờ. Theo thời gian, sự chân thành của cậu học trò đã khiến cô giáo rung động. Chuyện tình lệch nhau đến 8 tuổi của cô giáo chủ nhiệm Lê Nguyễn Như Ý, 42 tuổi, và cậu học trò cũ Nguyễn Dương Kim Long, 34 tuổi ban đầu vướng phải không ít lời bàn tán, sự phản đối của hai bên gia đình. Bên cạnh vấn đề tuổi tác, Như Ý còn bị gia đình nhà bạn trai phản đối vì lo sợ con trai họ bị một cô gái lớn tuổi lừa dối tình cảm. Quay ngược thời gian, năm 2005, Như Ý tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Một năm sau, cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm, kiêm giảng dạy bộ môn hóa học tại lớp của Kim Long. Lúc đó, Long đang là học sinh lớp 11, còn mình là cô giáo chủ nhiệm của Long. Ấn tượng về cậu học trò năm ấy là Long rất hiền lành, trong giờ học khá trầm nhưng ra ngoài thì lại hài hước, lém lỉnh. Trong lớp xưng hô cô, trò, nhưng sau giờ học, Long lại gọi mình là chị và xưng em. Mình mới bảo sao học trò mà gọi cô là chị, hỗn quá. Nhưng Long bảo xưng vậy cho trẻ, chị cũng lớn hơn em có mấy tuổi thôi mà, Như Ý nhớ lại. Kim Long cho hay, vì ấn tượng với cô giáo chủ nhiệm trẻ trung, nhỏ nhắn xinh xắn và có nụ cười tươi duyên dáng. Anh đem lòng cảm mến, thường tìm gặp cô để chuyện trò, tâm sự. Nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và trò thường xoay quanh chủ đề tư vấn tình cảm tuổi hoa. Hồi đó, Long thích một bạn nữ trong lớp nên nhờ cô tư vấn. Nhưng bạn đó lại có bạn trai rồi, mình biết được, khuyên Long còn nhỏ tuổi thì hãy tập trung học tập thay vì yêu đương. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Sau đó, mối quan hệ của họ tạm dừng, cả hai mất liên lạc hoàn toàn suốt nhiều năm. Vì áp lực công việc, Như Ý quyết định xin nghỉ công việc dạy học ở trường, chuyển sang đi làm ở công ty. Từ ngày nghỉ dạy, cô cũng mất liên lạc với toàn bộ học trò cũ. Có một vài mùa hiến chương nhà giáo, Kim Long tìm đến nhà cô giáo cũ để chúc mừng, nhưng Như Ý đều từ chối khéo. Lâu dần, anh cũng không đến nữa. Bẵng đi 6 năm, trong lần tập văn nghệ ở công ty, Như Ý biết được một bạn nam trong đội văn nghệ chính là bạn thân của cậu học trò năm xưa. Kim Long kể, mình hỏi bạn là có phải cậu ấy đang làm cùng chị Như Ý không? Sau đó xin được thông tin liên lạc để nhắn tin, dù ý đi cà phê nói chuyện sau nhiều năm không gặp. Mình vẫn còn nhớ tin nhắn đầu tiên mình nhắn là, cô còn nhớ cậu học trò này chứ? Từ đây, hai đứa bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Sau đó, mình hẹn ý đi uống cà phê, những cuộc gặp gỡ hẹn hò ngày một nhiều hơn. Cả hai dần cảm thấy đồng điệu, có tình cảm và gắn kết nhiều hơn. Buổi đầu hẹn hò, Như Ý vẫn không hề biết học trò cũ thích mình. Sau nhiều năm gặp lại, Ý không nhận ra Long, cậu học trò nhỏ xíu, non nớt ngày nào. Long giờ cao lớn, chững chạc hơn rất nhiều. Chính Kim Long là người chủ động tỏ tình. Vào một đêm Giáng sinh lạnh giá, lấy hết can đảm, Kim Long đề nghị được làm gấu để sưởi ấm cho Như Ý qua những ngày đông. Chuyện tình cô, trò bắt đầu, họ chuyển xưng hô từ chị, em sang anh, em. Vượt qua sự phản đối của gia đình, chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Ban đầu, Như Ý và Kim Long chỉ dám hẹn hò bí mật. Sau một thời gian, khi gia đình biết chuyện, họ bị phản đối kịch liệt. Bố mẹ anh phản đối vì sợ anh quen người lớn tuổi quá, bị lừa dối tình cảm. Bố mẹ mình ban đầu nghe kể quen bạn trai kém 8 tuổi, là học trò cũ thì cũng nghĩ mình chỉ hẹn hò yêu đương cho vui thôi. Đến khi biết hai đứa có ý định kết hôn thì cũng phản đối dữ lắm, mẹ sợ con gái không được yêu thương. Long rất buồn, anh ấy đã nỗ lực rất nhiều để lấy lòng bố mẹ mình, thể hiện tình cảm chân thành, mong được ủng hộ. Như Ý tâm sự, trải qua những sóng gió, cặp đôi cuối cùng cũng đã đến được với nhau bằng tình yêu chân thành. Sau gần 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng. Đến thời điểm hiện tại, sau gần 10 năm chung sống, Như Ý đã có thể nở nụ cười hạnh phúc viên mãn khi chồng rất yêu vợ và một cô con gái đầu lòng ngoan ngoãn, đáng yêu. Sau nhiều thử thách, cuộc hôn nhân đầy sóng gió của cô đã phủ đầy một màu hồng. Như Ý hiện làm ở bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm của một công ty, còn Kim Long là trưởng ca của một công ty ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cả hai đã xây được căn nhà mới, nơi họ ngày đêm vun đắp tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình.